đây đây là khi mình hạ cây xuống nè, trồng hành tắt nè, đó đổ đất là hết nửa xe nè, với một nửa bao phân hữu mục kia nữa. Rồi tí mình lắp thêm một ít đất này trên bề mặt cho nó săn chắc cái cây, gió không sợ đổ. Nhớ các bạn ấn cái gốc cây xung quanh cho nó chặt chút xíu nha, để gió nó không có lay gốc. Nếu mà tốt kỹ thì lấy cái cây cắm cột nó lại, kè nó đó. Rồi, tạm ổn này đó. Xin chào các bạn nha.